Sáng nay, ngay sau cuộc họp trực tuyến với các địa phương, Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phương đã có chuyến đi kiểm tra ở cơ sở. Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Lê Trường Lưu đã có buổi kiểm tra công tác sạt lở bờ biển tại xã Phú Thuận và thăm các gia đình ảnh hưởng của cơn bão số 5 tại xã Phú Hồ, huyện Phú Vang. Cùng đi với đoàn có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hoàng Hải Minh cùng các sở ngành liên quan. Theo ghi nhận tại dọc bờ biển xã Phú Thuận, những ngày qua do triều cường dâng cao, đặc biệt là sau bão số 4 và bão số 5, sóng biển lớn đã gây sạt lở xâm thực vào đất liền khoảng 10 đến 15 mét và tàu hàm ếch ăn sâu vào đất liền. Kiểm tra thực tế tại điểm sạt lở bờ biển tại xã Phú Thuận, Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu yêu cầu chính quyền địa phương tăng cường phối hợp với Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh triển khai các giải pháp cấp bách với tinh thần nhanh nhất để khóa tạm kè mềm nhằm không để tình trạng biển xâm thực đi sâu thêm vào đất liền. Khoanh vùng khu vực sạt lở nguy hiểm để cảnh báo người dân không đến gần, phân công lực lượng thường xuyên kiểm tra, nắm chắc diễn biến sạt lở, động viên người dân cùng chính quyền chung tay khắc phục tình trạng xâm thực bờ biển tại địa phương. Đến thăm các gia đình bị thiệt hại do bão số 5 tại xã Phú Hồ, Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu đánh giá cao sự hỗ trợ tích cực, kịp thời của các lực lượng chính quyền địa phương, đồng thời động viên chia sẻ những khó khăn của các hộ dân bị ảnh hưởng trực tiếp do bão lụt gây ra. Bí thư Tỉnh ủy đề nghị chính quyền địa phương tiếp tục triển khai các biện pháp khắc phục, hỗ trợ kịp thời đối với các hộ dân bị thiệt hại, trong đó tập trung ưu tiên hỗ trợ những gia đình chính sách, hộ neo đơn, người già và các nhà bị hư hỏng nặng, tuyệt đối không để bất cứ người dân nào phải chịu đói rét, không có chỗ ở.